Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hiện tại đang giải cứu dưa hấu. Hiện tại đang giải cứu dưa hấu nè. Kẹt cả một cái đoạn đường luôn. Anh chị có nhu cầu ủng hộ bà con nông dân thì chúng ta đến ngay chỗ tại Phạm Văn Đồng nè. Dưa hấu hiện tại ngay chỗ đây là bán 6.000 một ký nè. 6.000 một ký nha. Này dưa hấu Phú Yên nha mấy anh chị. Vâng, ở đây còn rất là nhiều. Ở đây 6.000 một ký nè, cả một đoạn đường luôn. Đó. Một trái trung bình là 4 ký đến 5 ký. Vâng, kẹt đường rất là đông người tới mua ủng hộ nha. Hiện tại ở Sài Gòn nha, đối diện quán ốc Vú Nàng nha. Đối diện quán ốc Vú Nàng nha. Ở đây rất là đông người. Anh chị nào ủng hộ thì ủng hộ nha. Rất là đông người tới đây này. Hy vọng mọi người ủng hộ cho bà con nông dân đỡ khổ. Rồi, Duy xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, rất là nhiều người nha. Kẹt cả một đoạn xe luôn nha.